để hỗ trợ cho các bạn vẫn còn yếu tay nghề, chưa tự tin với nghề, không bị hoang mang, thì ngày 3 hàng tháng Surely có tổ chức buổi workshop, và buổi đó là buổi học hoàn toàn miễn phí. Và trong buổi học đó thì Surely có hướng dẫn cho các bạn cách đi trên da giả như thế nào và cách thực hiện trên người thật, những thao tác khi mà làm trên người thật để các bạn có thể tự tin hơn với nghề. Và buổi học này sẽ hoàn toàn miễn phí và không các bạn sẽ không có tốn bất kỳ chi phí nào nha. Chào các bạn, Jolie đây. Các bạn học viên online thì hay hỏi Jolie làm sao để phun chân mày được đẹp hơn, nét hơn. Thì trong video này Jolie sẽ hướng dẫn cho các bạn các lỗi và cách khắc phục để làm sao phun chân mày được đẹp hơn, nét hơn. Và giờ chúng ta hãy cùng vào bài của ngày hôm nay. Đây là một số bài của học viên online khi mà học tại nhà. Thì như các bạn cũng thấy thì lỗi đầu tiên mà các bạn phạm đó là dáng chân mày xấu, không được đẹp, không được mềm mại. Đầu tiên đó là dáng chân mày á, cái phần đuôi á, nó bằng với đường khung chân mày trên, làm cho đuôi chân mày bị vết và làm dáng bị to và thô. Và đối với dáng này á, các bạn nhớ một nguyên tắc là phần đuôi chân mày sẽ bằng với đường khung chân mày dưới. Tiếp theo đó là ở phần đuôi chân mày lại thấp hơn ở phần đầu khung chân mày dưới, nó làm đuôi chân mày bị cụp. Và lỗi tiếp theo nữa đó là phần bụng chân mày nó bị to hơn so với ở phần đầu chân mày. Đây là một số các lỗi học viên khi mà phạm phải. Thì để sửa lỗi này thì các bạn hãy nhớ về cách vẽ dáng chân mày. Các bạn nhớ nguyên tắc là ở phần đuôi chân mày sẽ luôn luôn bằng so với điểm khung chân mày dưới này, nó mới giống với dáng chân mày khi mà chúng ta vẽ trên người thật nha. Và dáng chân mày của chúng ta nó sẽ từ to sang nhỏ dần, bụng phải tròn này và đỉnh phải rõ đỉnh, nhưng mà đỉnh không được quá nhọn, thì sẽ làm cho dáng chân mày của khách nó bị cứng. Bụng tròn, đuôi bằng với điểm khung chân mày dưới. Và lỗi tiếp theo đó là lỗi đi khung quá đậm. Lỗi đi khung quá đậm nó sẽ làm cho dáng chân mày bị cứng và sẽ có thể đậm cho khách hàng sau khi bong. Cho nên á, các bạn nhớ hãy luyện tập thật tốt bài đường thẳng. Bây giờ các bạn hãy quan sát về cách sửa, về cách đi khung để làm sao chúng ta được cái phần khung chân mày nó nét, nó nhỏ. Khi các bạn chưa biết về cái bài đường thẳng của Jolie thì các bạn hãy ấn vào phần đề xuất bên trên để có thể theo dõi về cách bài đường thẳng để làm sao để tạo được những cái đường thẳng của chúng ta nó nét, nó nhỏ. Đây, đối với bài đường thẳng này sẽ là một ngón tay út làm điểm tựa trên bề mặt da, và bài này các bạn phải cầm chắc máy nha. Và cảm nhận, và đối với những bạn mới học nghề thì các bạn đi đường thẳng á, sẽ dễ bị lệch điểm và nó sẽ bị rung nét á. Thì các bạn á, để khắc phục được lỗi này các bạn hãy hít một hơi thật sâu vào và kìm cái hơi đó cho Jolie, tập trung nín thở xuống là đi lên nước, xuống là đi lên nước, đi chậm thôi. Với bài này các bạn sẽ không kéo được đường, không được đi nhanh, và tập cảm nhận độ rung trên bề mặt da, không được đi quá sâu kim, cũng không được đi hơi hở trên bề mặt da, tập cảm nhận độ rung trên bề mặt da nha. Xuống là đi lên nước, khoảng cách ngắn thôi, tầm 1 đến 1.5 mm. Điểm lên và điểm xuống nó phải tạo thành một cái đường thẳng. Chúng ta đi một chút, chúng ta thở và chúng ta tiếp tục nín nín thở nha, hít hơi sâu vào và kìm cái hơi đó. Và ở phần đầu này các bạn đi nhẹ thôi để tránh bị đậm ở phần đầu chân mày này. Nếu như các bạn đang tìm hiểu về nghề phun xăm thẩm mỹ và muốn theo đuổi với nghề này và chưa có thời gian để đến lớp luyện trực tiếp thì các bạn có thể mua một bộ đồ nghề giống như Jolie, gồm máy này, mực học da giả và những tất cả những dụng cụ của chúng ta để học trên da giả.
Thì bên Jolie có cung cấp và hỗ trợ đầy đủ cho những bạn muốn theo đuổi và học về nghề phun xăm thẩm mỹ nha. Các bạn có thể liên lạc với Jolie qua số điện thoại Zalo để có thể nhắn tin với Jolie và kêu Jolie gửi về trực tiếp địa chỉ của các bạn để các bạn có thể theo đuổi về nghề này. Rồi, sau khi đi xong á, các bạn sẽ dùng oil, baby oil và dùng bông gòn để lau sạch. Và đây là kết quả sau khi mà chúng ta đi khung. Thì khi các bạn đi khung thì các bạn chú ý ở phần đuôi chân mày thì chúng ta đi sẽ đậm và nét hơn một xíu, đặc biệt ở phần bụng này. Đó, nó sẽ nét hơn một chút nha. Và đặc biệt ở phần đầu chân mày này, các bạn chú ý là đi nó phải nhạt và nhẹ lại thôi, để tạo ra được phần đuôi nó sắc và bén, nó nổi bật ở phần bụng chân mày và đầu chân mày, nó sẽ nhạt để không bị lộ khung khi mà chúng ta phun. Lỗi tiếp theo khi các bạn luyện trên da giả đó là đi cái phần ở phần phía đuôi á, các bạn phun bị tù này, bị lem khung. Và để khắc phục được lỗi đó thì các bạn hãy niệm một câu thần chú: đi chậm, ngắn và tránh tình trạng nhấc đầu kim quá cao. Chúng ta vẫn nhấc đầu kim nhưng mà nhấc nhẹ thôi để được phần đuôi chân mày nó đậm và nó bén nha. Đây, phần đuôi này các bạn sẽ đi chậm và ngắn thôi để được phần đuôi nó đậm và bén, không bị lem khung ra ngoài. Vì hầu hết các bạn khi mà luyện tại nhà, các bạn đi tạo hạt và đi rất là nhanh ở đoạn này, cho nên phần này á nó không có đủ độ đậm này, rồi lại phun dễ bị lem khung. Cho nên để tránh trường hợp đó thì các bạn hãy đi một chỗ thật là nhiều lần, đi chậm, đi ngắn thì chúng ta sẽ được phần này á nó đậm này, nó không bị lem khung tẹo nào. Chậm thôi. Chúng ta vẫn lắc máy nhưng mà không được nhấc hai đầu kim quá cao. Rồi, từ từ cái vùng của chúng ta sẽ nhấc đầu kim cao dần. Từ từ chúng ta sẽ nhấc đầu kim cao dần cao dần. Đây, các bạn có thấy thì ở bắt đầu từ đoạn này thì Jolie sẽ bắt đầu tạo hạt hơn. Đây, từ từ chúng ta sẽ bắt đầu tạo hạt hơn nha. Một chỗ chúng ta sẽ đi rất là nhiều lần, không được đi lan man. Đi lan man nó sẽ gây tình trạng là khó bám mực, mình màu không đều. Rồi, giờ chúng ta hãy cùng lau và xem được kết quả sau khi mình mới đi một lần thì đủ độ màu đậm mà chúng ta mong muốn chưa? Đây là kết quả mà cái phần đuôi Jolie chỉ đi mới một lần thôi. Thì các bạn có thấy cái phần này của chúng ta nó đã đậm hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn đi cái phần đuôi mà các bạn đi tạo hạt, nhấc đầu kim quá cao thì cũng sẽ dễ bị lem khung này và nó không có giữ màu tốt sau khi mà chúng ta phun. Và phần đuôi á, nó không có đủ độ đậm thì kết quả sau khi bong á, thì vùng này nó sẽ bị dễ bị nhạt. Cho nên nguyên tắc khi mà chúng ta để được phần đuôi đậm thì các bạn hãy niệm câu thần chú cho Jolie: đi chậm, ngắn, đi một chỗ nhiều lần và không được nhấc đầu kim quá cao. Và giờ Jolie sẽ đi lại một lần để các bạn có thể nhớ lại về kỹ thuật này nha. Các bạn sẽ đi chậm, chậm, ngắn. Và ở phần này nó giống như là phần tam giác á. Một đầu các bạn sẽ chỉa ra phần cung dưới và phần cung trên. Đây, chậm và ngắn. Một chỗ chúng ta sẽ đi rất nhiều lần nha. Nhớ đi ôm khung vào, không được nhấc đầu kim quá cao. Chậm và ngắn, chậm và ngắn. Chậm và ngắn. Rồi, bắt đầu từ đoạn này chúng ta sẽ bắt đầu là sẽ rải hạt hơn một xíu. Đoạn này chúng ta sẽ nhấc đầu kim cao hơn một xíu. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo được hạt.
Đây là lượt thứ hai chúng ta đi nha. Đây các bạn cũng thấy, thì sau khi mà chúng ta đi lượt thứ hai thì phần chân mày của chúng ta ở phần phía đuôi á đã rất là đậm và đủ độ đậm như chúng ta mong muốn. Rồi tiếp theo đó là phần bụng chân mày. Bụng chân mày các bạn không có đi đủ độ đậm luôn à, và đối với phần này chúng ta đi cũng sẽ hơi khác hơn so với phần ở phần phía đuôi. Thì ở đoạn này chúng ta đó là hình xòe cánh quạt à, và chúng ta phải đi xòe, đi kiểu xéo. Nhớ là ở phần bụng chúng ta sẽ đi xòe hình cánh quạt nha. Và cách đi xòe cánh quạt sẽ như sau. Các bạn từ phần này các bạn sẽ đi đá lên. Đá lên nha. Từ đoạn này các bạn sẽ đi đá lên. Đá lên. Để hỗ trợ cho các bạn vẫn còn yếu tay nghề, chưa tự tin với nghề, không bị hoang mang, thì ngày 3 hàng tháng Soli có tổ chức buổi workshop, và buổi đó là buổi học hoàn toàn miễn phí. Và trong buổi học đó thì Soli có hướng dẫn cho các bạn cách đi trên da giả như thế nào và cách thực hiện trên người thật, những thao tác khi mà làm trên người thật để các bạn có thể tự tin hơn với nghề. Và buổi học này sẽ hoàn toàn một miễn phí và không, các bạn sẽ không có tốn bất kỳ chi phí nào nha. Và Jolie á sắp xếp vào ngày 3 hàng tháng, cho nên các bạn nếu như các bạn muốn theo đuổi với nghề và muốn tự tin hơn với nghề thì hãy đăng ký lớp học này của Jolie. Và buổi học này á thì các bạn để tham gia được, các bạn hãy nhắn tin với Jolie qua số điện thoại Zalo đăng ký. Các bạn nhớ để lại họ tên và số điện thoại để Jolie có thể sắp xếp buổi học đó được chu đáo và có thể các bạn có thể học được tốt hơn nha. Rồi ở đây là phần bụng chân mày. Đây các bạn thấy chúng ta phải đi ôm khung nha, phải tập cái cách mà chúng ta đi ôm khung chứ không có được mà một số bạn bị tâm lý á, sợ bị đánh lẹn ra ngoài nên các bạn đánh á, nó lại bị hụt cái phần khung, bị trong cái đường khung, khiến dáng chân mày của chúng ta nó bị nhỏ hơn. Tập cảm nhận đầu kim. Đối với chân mày á, nó rất là khó đánh với phần bụng chân mày. Các bạn nhớ là phần bụng chân mày chúng ta phải đánh xòe cánh quạt. Đây, các bạn có thấy Rolly đang đánh xíu. Đánh xíu nha. Và xòe cánh quạt. Đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng lau và kiểm tra kết quả sau khi chúng ta đi đánh xòe cánh quạt là sẽ như thế nào. Đối với phương pháp này rất là hay để tạo ra được cái chân mày của chúng ta, tạo hiệu ứng 4 chiều á, phun ombre phần chân mày. Đây các bạn cũng thấy thì nó sẽ tạo hiệu ứng đậm ở phần bụng chân mày và loang tỏa màu rất là đẹp. Và các bạn đi, các bạn chú ý cái phần nối màu với nhau á, nó phải có sự chạy màu nha. Ở đây á nó vẫn còn thiếu độ đậm á, Lily sẽ đi thêm. Và độ ở phần bụng này nó cũng cần rất là nhiều màu á, cho nó đậm hơn. Để giữ được dáng và làm bằng cái dáng chân mày thì đó là phần đuôi và bụng chân mày. Cho nên các bạn hãy nhớ là chúng ta sẽ phun thật là kỹ ở đuôi và bụng.
Bây giờ các bạn cũng thấy thì chân mày của chúng ta đã có sự chuyển màu rất là đẹp rồi đúng không? Rồi tiếp theo đó là lỗi một số học viên cũng hay phạm phải, đó là ở phần đỉnh chân mày các bạn đi bị đậm nè, bị đóng khung, rồi màu á, chỗ đậm chỗ nhạt màu không đều. Thì để khắc phục được lỗi này thì các bạn hãy đi cong C và đi nhanh vào nha, tức là đi nhanh và cong C. Rồi Jolie sẽ làm cho các bạn xem đây, cong C. Đối với phương pháp cong C này các bạn sẽ đi một chiều nha, cong C và đi một chiều. Chúng ta sẽ đi một ít thôi để chúng ta kiểm tra màu, xem màu của chúng ta đã như thế nào, chỗ nào đậm chỗ nào nhạt chúng ta sẽ có thể thêm. Đừng đi quá nhiều rồi tới khi chúng ta lau ra nó bị đậm thì lại không đẹp. Rồi ở đây có một ít màu rồi nhưng Jolie vẫn muốn đi thêm để tạo hiệu ứng được đẹp hơn. Các bạn sẽ đi nhanh cong C nha, đi nhanh và cong C. Một số bạn sợ bị lệnh khung, các bạn đi rất là chậm ở phần này thì các bạn sẽ bị đậm này, bị đóng khung thì chân mày của chúng ta nó sẽ không đẹp nha. Rồi sau khi mà đi Jolie thấy chỗ này nó bị hơi nhạt, chúng ta sẽ thêm đúng vào chỗ này thôi. Rồi giờ phần đỉnh chân mày của chúng ta đã có thể ôm được vào rồi, đã có màu, thì phần tiếp theo đó là phần tiếp tới. Ở phần đoạn trắng này thì các bạn sẽ đi hai chiều và đi nhẹ lại thôi nha, để không có bị đậm phần này. Đi đều mà và không đi kỹ ở phần khung. Nếu như các bạn đi kỹ ở phần khung á thì nó sẽ bị đóng khung và màu không đều nha. Rồi tiếp theo, các bạn thấy thì có một số chỗ bị hơi trắng cho nên Jolie sẽ đi thêm, tập cảm nhận và thêm đúng chỗ trắng thôi, các bạn sẽ không thêm lan man thì nó sẽ những chỗ trắng thì nó không đầy màu, mà những chỗ lại màu quá đậm thì nó không hay nha. Chúng ta sẽ thêm từ từ. Rồi tiếp theo ở phần đoạn này chúng ta sẽ đi hai chiều. Các bạn nhớ đi từ phía khung dưới, các bạn sẽ đi lên khung trên và lắc theo chiều, theo hai chiều và đi sát vào nhau, không được đi lan man. Thả lông tay và lắc máy được để tạo được những cái hạt mực á, nó to tròn. Trong quá trình các bạn đi nếu thấy chỗ nào trắng thì các bạn thêm đúng chỗ trắng nha. Đoạn tiếp theo chúng ta vẫn sẽ đi hai chiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phần mà rất là quan trọng khi các bạn phun chân mày, đó là phần đầu chân mày. Rất là nhiều bạn khi mà phun ở phần đầu chân mày các bạn đi bị đóng khung này,
bị đẫm đầu, bị bớt mực ở phần đầu chân mày, thậm chí là các bạn đi phần đầu nó rất là vuông, rất là cứng, lên da giãn các bạn đi sao thì lên người thật bị y chang vậy. Và ở phần đầu chân mày nếu như các bạn đi bị đậm, bị đóng khung thì sẽ rất là xấu cho khách hàng và tội cho gương mặt của khách hàng của chúng ta. Thì để khắc phục được lỗi đó thì các bạn nhớ đánh phần đầu xéo. Đầu xéo ở đây là như thế nào? Đầu xéo là các bạn sẽ đi ở phần phía dưới này, các bạn đi dài ra một xíu, và trên này các bạn sẽ đi ngắn lại một chút đó, để tạo ra được phần đầu xéo. Các bạn phải đánh nhanh tơi hạt mực ra. Nó khác ở phần đuôi. Đuôi là chúng ta sẽ đi chậm và ngắn, và đối với phần đầu chúng ta sẽ đi dài tơi hạt mực đó, đi dài nhanh và tơi hạt mực ra và đi đầu xéo nha. Đây, các bạn ở phần đầu này các bạn có thể lẹm ra tầm 1 đến 2 ly, đi lẹm ra một xíu nha. Ở phần đầu này chúng ta sẽ đi lẹm ra một xíu và đánh tơi hạt mực ra. Và phần đầu ở trên này chúng ta sẽ ngắn lại, và càng xuống dưới này chúng ta sẽ đẩy hạt mực ở phần đầu chân mày ra để tạo ra được phần đầu xíu. Đây, chúng ta sẽ đẩy ngang nha, không đẩy xéo như thế này. Không, chúng ta không có đưa cái bút của chúng ta từ lên trên xuống dưới này để tạo phần đầu xéo là các bạn đang sai. Phần nếu như các bạn đi như vậy nó sẽ bị đóng khung và đậm ở phần đầu, nó sẽ không đẹp. Như các bạn thấy thì đầu chân mày của Soli hiện tại nó đã có thể tạo ra được phần xéo, tạo ra được những hạt mực tơi và không có bị đóng khung. Chúng ta đi xa, chúng ta lau ra sẽ y chang vậy. Đây, các bạn thấy phần đầu nó xéo nè. Và phần này nó hơi nhạt cho nên Soli sẽ đi thêm một xíu. Chỗ nào nhạt chúng ta sẽ đi thêm nha. Khi phun trên người thật cũng rất là giống khi mà chúng ta phun trên da giả. Các bạn phải nhìn được những chỗ nào nó bị trắng màu, những chỗ nào cần thêm, và chúng ta phải đi đúng vào những chỗ cần thêm, tránh bị thêm lan man, sẽ dẫn tới tình trạng là chỗ đậm, chỗ nhạt, màu không đều. Các bạn nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc những tỉnh lân cận thì hãy nhớ tham gia buổi workshop của Jolly. Thì buổi học này hoàn toàn miễn phí và Jolly hỗ trợ cho những bạn yêu thích về nghề phun xăm thẩm mỹ và muốn theo đuổi với nghề, hoặc là các bạn đang yếu tay nghề, thì buổi học này rất là hay, có thể hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn đang tìm hiểu để mà học về nghề phun xăm thẩm mỹ, để theo đuổi về nghề này mà các bạn không có đủ thời gian, thì các bạn có thể mua bộ học bên Jolly để các bạn có thể luyện tập tại nhà và hướng dẫn theo tất cả các video của Jolly, thì đảm bảo thì các bạn sẽ thành công và làm được. Đã có rất là nhiều học viên học online có mua bộ học để mà thực hiện theo đuổi thêm cái đam mê của mình, thì bạn đó đã thành công và có thể làm cho khách hàng của mình. Sau khi làm xong thì Jolly thấy một số chỗ màu vẫn chưa theo mà mong muốn. Jolly muốn cái phần chân mày của Jolly nó phải có tạo sự độ đậm nhạt, loang tỏa màu. Tại vì như các bạn xem trên phần hình ảnh cũng thấy, thì có một số chân mày các bạn phun đều màu quá đó, nó sẽ không được tạo độ nhấn màu. Tại vì chân mày của chúng ta nó có những chỗ đậm và những chỗ nhạt để tạo hiệu ứng cho chân mày, tạo cho chân mày nó đẹp hơn, nó tự nhiên hơn, nó nét hơn. Thì các bạn chú ý ở phần đuôi và phần bụng này chúng ta sẽ nhấn màu thật kỹ nha, để khắc phục tình trạng mà phun chân mày quá đều. Chúng ta sẽ phun rất là kỹ ở phần đuôi và bụng chân mày. Tại vì Jolly theo đuổi về nghề phun xăm thẩm mỹ này rất là lâu rồi, cho nên Jolly biết những cái dụng cụ nào để các bạn dễ học hơn. Và da giả này cũng rất là nhiều loại trên thị trường, nếu như các bạn mua không đúng loại thì da nó sẽ khó lau này, khó bám, hoặc là mực học sẽ có những cái loại mà đi hoài không có bám. Vậy là các bạn lựa chọn những dòng máy nó rất là khó tập luyện, để các bạn luyện tập
trên da giả. Khi mà các bạn lựa không đúng chỗ hoặc là không đúng cái loại á, thì các bạn sẽ khó luyện tập hơn nha. Và bên Jolly á, cung cấp đầy đủ bộ dụng cụ hoặc là đồ nghề về phun xăm thẩm mỹ, thì các bạn có thể liên lạc với Jolly qua số điện thoại Zalo để có thể đặt hàng và giao tới tận nhà cho các bạn nha. Đây là kết quả sau khi phun chân mày xong. Thì chân mày á, sau khi phun phải đặt những yêu cầu như sau. Thứ nhất, phần đuôi chân mày phải đậm và sắc nét, không được lem ra ngoài khung, và phải sắc và đậm như thế này nha. Rồi tiếp theo, ở phần bụng chân mày nó phải đủ độ đậm này, nó sắc nét cho chân mày. Và ở phần đỉnh chân mày phun phải đều màu, chứ không có được là bị đậm, bị bớt màu. Và màu chân mày của chúng ta phải có độ chuyển màu từ đậm sang nhạt dần. Và đặc biệt ở phần đầu chân mày của chúng ta thì nó phải tơi ra được những hạt mực, không bị lộ khung chân mày. Sau video này thì các bạn nên đầu tư cho mình một bộ dụng cụ để có thể theo đuổi với đam mê của mình. Đam mê thì không cần chờ đợi, hãy theo đuổi đam mê của mình ngay khi có thể. Đối với bài này thì không hề khó tiểu nào, chỉ cần các bạn hãy học thuộc tất cả những câu thần chú mà Jolly có hướng dẫn trong video để các bạn có thể hoàn thành tốt và làm đúng theo những gì hướng dẫn của Jolly, thì Jolly đảm bảo rằng các bạn sẽ làm được. Và các bạn nếu như còn khó khăn về nghề, còn vướng mắc, hoặc là các bạn đang muốn theo đuổi về nghề phun xăm thẩm mỹ này, thì hãy liên hệ với Jolly qua số điện thoại Zalo 0937 373396. Xin chào các bạn.